Dạ, hai sư bạn đã trở lại với channel mình là Hành Trung Nghiêm bên đây. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series Gotham Cosplay ha. Dạ, hôm nay mình là cảnh sát nha các bạn. Mới chào chào các bạn, có điện thoại tới luôn các bạn, chưa biết nói gì luôn. Để nghe điện thoại cái. Hello, it's 911. Cu nào gọi đây? Em nè. Em là nào, Dương hả? Em Dương nè. Ôi, Nay cao dù quá gì? giọng. Sao là cảnh sát quay giọng bằng Hôm em qua mày mất tích đâu mày? vậy? Em qua em đi làm ví dụ là đi ngang ngóng nè. Bây giờ có tin ra anh đây. Có tên hả? Mẹ đâu? Để anh qua nói chuyện ngay, tại vì nói chuyện đây bắt không mà có radio nó nghe lén đó Mà mày. anh biết cái quán rượu gần gần chỗ đôi xe không? Quán rượu nào? Quán rượu gần chỗ đội xe Rồi, biết rồi, biết rồi. à, anh ra À, phía chạy bên qua. chờ anh nha. Ok, let's go các bạn. Dương nó gọi mình, nó đang nó gọi nghe em, tôi gọi nó báo có vụ gì các bạn, anh chạy qua các bạn. À đúng rồi các bạn ơi, để mình chạy qua gặp Dương các bạn, sẵn tiện mình nói cho các bạn nghe một cái tin thú vị từ mình nha mọi người. Mình đang mới lập một cái team team anh em làm YouTube nha các bạn. À, thì những anh em này là trong team của mình hết, và mình sẽ phát triển kênh cho các anh em trong team để từng anh em có một kênh YouTube riêng đó mọi người. Thì trước mắt là mình sẽ phát triển kênh cho thằng Dương trước nha mọi người. Dương Louis đó là thằng mới gọi điện thoại cho mình á, thì cái link kênh của em Dương Louis thì mình sẽ để dưới phần description nha mọi người, để các bạn qua các bạn follow cho thằng Dương nha. Các bạn nhớ là follow cho nó, bây giờ được 3.000 lượt ký, bạn gán follow cho nó được 10.000 lượt ký trước Tết nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Rồi em Dương đây, à đây là Dương Luis nha, kênh của ngoài em mới giới thiệu với các bạn á. Đàn Hả? Dương nó chính thức thuộc team của mình các bạn ạ. À, sau này mình sẽ quản lý luôn kênh của anh Dương ha, để phát triển kênh cho mấy đứa em của mình nó vô con đường làm YouTube các bạn, nên các bạn nhớ kéo qua ủng hộ mấy anh em này nha mọi người. Nhớ ủng hộ mình nha các bạn. Mình là Rồi Dư rồi Luyết đây. Đi à, múa gì mày, gọi tên gì mày? đi đi, vô trong này nè, để cái đây lỗ quá. Anh đánh sang rồi quá dắt anh vô bụi mày, anh còn sợ nào nữa Sáng em mới dắt anh vô đây nè. nào, vô đi. Em mới nghe tin cái tụi lính đánh thuê nó có vận chuyển có lô hàng gì đó Bé mày nhắc tới tụi lính hê mà anh nổi da gà luôn mày. Má, tới giờ còn ám ảnh tụi nó vẫn chuyển vậy. gà gì anh cảnh sát không sợ đó Ừ, ám ảnh mày ơi. Sao tụi nó mấy này còn hiếp anh em mình không? không anh em mình đi em cho Tôi tản xử hết hết rồi rồi, nên nó không biết đường, nó hiếp mà. Rồi, nay tụi nó làm gì? Nay tụi nó có phi vụ gì? cái lô hàng gì mà nói mới về đó nghe đâu đó là như là vũ khí hay là gì anh ơi Lô hàng dễ đâu. giờ nó về chắc là mới vừa về cảng thôi anh ngày hôm qua nó em nói là nó chuẩn bị giao dịch thì hôm nay chắc là nó chuyển hàng về á Rồi rồi rồi, được rồi. Mày lên xe đi anh. Anh mày ra ngoài cảng coi thử coi. bị chủ anh luôn hả à, ừ mày đi chung luôn. Mày còn không bộ đồ cảnh sát không? À, thôi mày mặc đồ thường đi, có gì anh nói mày đi báo án cũng được. ok Ừ. để em cắt cái xe Mày mất kệ xe đó đi, anh công an mắc à, mắc con xe lỗ mà có con xe lỗ mấy đen mắc cấp thôi anh kiếm cho mày. Không, mày nói đàn em của hành dung mà cảnh sát hình sự á, không nào dám đụng xe mày đâu. Ở về đâu, về cảng hả? dạ bây giờ mình qua mình xem mình lượt xem trước không Ok, để anh qua anh tuần tra cảng ngay. Mày mày chịu. Ủa, xe có nào vậy? bộ này mình cướp không mày ca À, quên nữa mày ơi, anh đến đây là một đứa cướp mà anh quên anh là công an. à, nhớ nghèo nhớ Nhớ nghèo nghề, nhớ nghề các bạn, tự nhiên chạy nghe thấy con Lâm Bồ tấp vô lấy chạy gì đâu rồi mà quên các bạn đó, quên đây mặc bộ đồ công an cướp cái đó kiện chết chết luôn á. Bạn có thể kiếm được 500 đô gì vậy, kiểm soát gì, top play gì, đang có event gì vậy? À, đang chiếm địa bàn các bạn. Ở đây có event trên trong server ở Dương, chạy mấy chuyến xe tải để nhận quà, nhận xe BMW vậy em. thấy vậy Ừ, sau này rảnh thì làm cho các bạn coi. nhận vi sinh mà đại ca Vì sao nữa, không có BMW nữa, anh thấy có sự kiện BMW gì nữa mà anh quên đọc rồi. Nhưng ăn F3 lên đọc sao. Đó, có sự kiện nữa bạn. Sự kiện gì đây, đổi lì xì nhận Tết từ 18 tháng 1 cho tới mấy đó, thời hạn 31. Nói chung là sự kiện Tết nhiều lắm các bạn ha. Các bạn có tham gia vô server thì các bạn tham gia sự kiện được chơi cho nhận quà nha mọi người.
Linh tham gia server mình để phòng điểm xanh không nhớ. Ở đâu mày? Vô vô. À, quên anh cảnh sát vô chắc nó không dám đụng anh đâu ha. Đúng rồi. À, đụng anh cái mày cứ ngồi yên trên xe nha. Đừng xuống xe. Đeo mặt nạ mày. Đeo mặt nạ vô. Ô tính ra anh chạy mới nguyên cái đường vòng á. À nội nó cái gì chạy thẳng rồi. Nhưng mà mình vô mình đừng có cho nó thấy anh. Nó thấy cảnh sát nó động quá. Hả? Không anh vô anh coi thôi. Mình để coi có nó vận chuyển cái gì. Anh đi mình à. Mày đừng có sợ nữa, nói chung giờ anh là cảnh sát rồi, anh cũng hơi bị quắc đây, hiểu không? Anh nó cảnh sát mà đụng em sợ chứ, nó thấy mặt em không biết sao. Thôi mày 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 xuống đây mày đứng cái đi, để anh chạy vô anh coi cho. Anh vô mà đi em rác nữa là nẻo quá. Tối nằm mơ thấy nó đính hê luôn nha bạn, nghe đính hê dở sợ quá. Để anh tìm ra, mày đứng đây nha, hậu nó quay lại không thấy mày chết luôn á. Ok. Để bạn chạy kiếm các bạn. Thấy con nào đâu Dương. Tin mày đúng vậy. Thấy vận chuyển đi rồi cha. Ờ, anh thấy có, ê Dương ơi anh thấy có người rồi. Đúng không, tụi nó về bao nhiêu người anh? Không không, anh không biết, anh biết nhưng mà anh... Ui, đông lắm em ạ. Ui, 1, 2. Ui, mã đúng lính đến hê em ơi. Không. Nó tụi nó đó. Giờ hạt nó về rồi. Trời cứu. Sao anh ừ. Bạn? Tôi rồi. Anh biết tôi là sĩ quan cảnh sát video mà nói chuyện gì cu vậy đây? Cu chim gì? Kệ ông chứ. Ông làm gì đây? Mấy anh em này làm gì mà chơi nghỉ xuống ống gì ghê vậy? Biết chụp hình được không? À, chụp hình hả? Anh chỉ ghê quá bạn. Biết chụp hình được không? Ông hỏi thăm xíu thôi. Mấy anh em ở đây đi cùng quá các bạn. Tính đi đánh cá hay gì vậy? Tính làm gì đây vậy? Săn cá mập hay gì mà mặc đồ gồng súng nghĩ ghê vậy? Làm gì trời ta? Ra giúp bác đi. Chuyện chuyện vậy. Tôi đi từng kiểm tra thành phố, tôi giữ an ninh thành phố thôi. Ơ kìa, anh nổ súng tin tin tôi bớ về đồ không? Giờ thích tới được không thấy cầm vô. Ê ê ê. À. Quýt mày. Á đi vậy. Quá đau vậy. Ê. Quýt mày. Ê đừng đụng vô người tôi nha. Tao kêu mày quýt. Con này nó có chèo bằng dương đó. Ê đừng ơi nó bắn anh đi Dương. Má nó bắn nó phá xe, nó không có bắn vô người anh đâu, ngay sát thương cho anh nhưng mà nó phá xe. Con này láo cá thì chứ. Được rồi, để anh về nhé, để anh để anh gọi ship long rồi, hóa về đồ các bạn, gọi anh em lên chơi chích mẹ nó các bạn. Cay cái giờ, đi Dương. Má nó bắn xe anh như cái mền luôn nè, nên sửa xe cái. Trời ơi chứ. Mẹ tụi này qua công an mà đi mình tụi nó ăn hiếp luôn các bạn ạ. À. Thế lực này mạnh với ta. Được rồi các bạn. Nói đại ca rồi, đại ca mình nghe. Nia backup. Backup. Ship long có đồ không? Ship long có ở đồn BD không? Né về mét ship long các bạn à. Tụi này láo các bạn, về mét anh em các bạn. Giờ mình trong BD rồi các bạn, mình phải mượn dao với người. Bữa nay là cơ hội đó các bạn. Ok ok. Á à, để tôi về đồn các bạn, tôi báo cáo. Cây ấy nhờ Dương mày làm chứng nha Dương. Mày cứ về đồn mày làm chứng. Mà nội đó bạn, láo cá thì chứ. Mà lại gặp tụi nó gùm hẹn em ơi. Nãy đi có mày chắc nó vú mày đẳng luôn á Dương. Em đâu dám tới đâu. Anh mà nó còn mà nó phá xe đập xe luôn mày. Nó bắn anh thôi. Nó kiểu nó còn nể nể xíu á, nó dám bắn cảnh sát á. Ê nữa. Cây á nhờ các bạn, thấy tụi nó không dám làm gì luôn các bạn. Nó là hẳn anh điếm chắc cả chục thằng á Dương. Anh dặn anh qua coi nếu mà nó đi ít cái anh em mình cướp vũ khí đó không rồi. Không hình như nó dặn chuyển xe gì mày ơi, anh thấy có mấy cái xe quân sự chở đạn chở dược gì không biết là phải không nha, tại nãy mẹ lại tới nơi chưa kịp nó năng gì nó quậy vậy mà không dám nhúc nhích luôn. Anh cũng chưa vô kiểm tra có lô hàng gì nữa chắc là có đạn mày cứ mày nói là xe tụi nó tụi này nó vận chuyển nó đạn dược gì trái phép gì nha mày mét mai nha. Okay, mày okay. Vô mày mới vô mày vô mày trình báo ship long á là mày nói là tụi này vận chuyển nè, có báo cho cảnh đồng chí hành trung này lại chết thì đồng chí cảnh sát này nha đừng nói tên anh thì lại thấy thấy tụi nó có vận chuyển vậy đó thì vậy đi rồi anh nói thêm vô
Sếp ơi, sếp. Sếp. Cái vụ gì? Có biến sếp ơi. Cái vụ gì? Anh này trình bày đi anh trai. Sếp có chuyện muốn trình báo. Anh thấy nói đi. Anh thấy ngoài cảng có mấy thằng kia nó cầm súng, cầm thằng chụp thằng á. Nó vận chuyển cái gì á. Đúng rồi sếp, hồi nãy anh này có trình báo là nghi là tụi kia nó vận chuyển một lô xe có đạn dược gì ghê lắm sếp. Thì nãy em nhận được tin báo thì em có chạy ra ngoài cảng kiểm tra. Thì phát hiện là đúng như vậy, có một cái lô xe là toàn bọc thép mà khí tài dạng quân sự không sếp. Thì trên xe có chất đạn dược với lại tụi nó gần 10 thằng mà mặc full đồ trắng, cầm súng rất là ghê. Em lại em kiểm tra thì nó không có chấp hành mà nó còn nổ súng nó phá xe của em đó sếp. Tụi láo lắm. Rồi, ok. Cái đó là dễ rồi, cái gì thì tôi đi với anh với đem thêm một đội lính nữa. Dạ 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 sếp, mình mới ra mình trấn áp cái tụi này coi sếp. Tụi này làm ăn gì đâu căng lắm. Rồi, ok, cái gì tôi kêu thêm một đội đi theo luôn nữa. Chờ dạ đi. Dạ dạ. Yes sir. Sếp em báo án có tiền gì chắc. Hồi nào tôi bắt được anh mới có tiền chứ cái này tôi chưa bắt được mà tôi biết đâu được. Lỡ anh lừa tôi rắn, lỡ ông anh mấy phe bên kia rắn. Đúng đúng đúng, để phải mà. phải giữ anh trai này đi theo để mày biết đâu à, mày chung phe bên kia không mày. Dưới phòng dưới ngồi chờ nhá. Phòng rồi để giữ cái này đi theo đi sếp, để anh này mà hồi nó mình đi hết rồi anh này chạy mất sao để em giữ cho sếp. Không sao đâu, anh đi với tôi đi cho nó dễ. Tại vì để tôi còn biết nó ở đâu chứ anh đi đi ship xem xe chở 4 được mà. Xem 4 chỗ mà. Ship cứ lên. Ủa bên đội đặc nhiệm bên mình đâu ship, tao có em với ship chứ khứa này rồi sao làm lại tôi nói ship. Thì còn mấy người trong đồn ấy chập cái đội đặc nhiệm ra lo gì đó kìa. Có thằng ở trong kìa thấy không? Dạ dạ dạ. Yes sir. À đi mét về các bạn. Phải mét các bạn. À, đội đặc nhiệm đó bạn, đội đặc nhiệm sao nhìn như đây sao chơi nổi bên kia ta. Sếp ơi, em nếu mà nhưng mà em phải sếp phải đảm bảo an toàn cho em chứ. Mày cứ đi theo anh ở đây là nghiệp vụ của anh cao, mày cứ núp sau lưng anh thôi, hiểu không? Ok. À, đội đặc nhiệm ra đó Dương, mày nhát chứ mày. Mày nó ám ảnh lên đến đây lắm rồi bạn. Dương sợ lắm rồi bạn. Đó, mày đội đặc nhiệm ra chưa? Đấy, đi không? Đi, lên đây. À rồi sếp, đi đi sếp. Ờ đây. Let's go, let's go. Ôi, đội đặc nhiệm mình có nực nữa hả sếp? Ôi, tin vậy thì chứ. Sếp lên xe em chở sếp. Tao bớt kìa nữ nha. Ủa, em hỏi rồi mà sếp. Qua kia ngồi đi, mày coi ghi cái lái đi. Mày lên ghế trên ngồi, mày để sếp ngồi dưới mày. À dạ hả. Mày tưởng mình sếp hả? Sếp phải đảm bảo an toàn cho em nha. Ờ, ba xe cũng được. 1, 2, 3, 4, 5, 6 một đội thôi chứ. Anh đòi đùi điều huyết quân đi à. À dạ. Giờ em để chạy lên cảng kiếm tụi nó sếp. Nãy địa chỉ cuối cùng em thấy là tụi nó ở cảng á. Thì bây giờ đi nè, anh cứ chạy đi. Anh câu giờ quá đi. Đâu em đợi hai đồng chí kia kìa. Không không cần thiết đâu, anh cứ chạy đi. Xe mình có GPS với nhau mà nó nhìn được thấy nhau á. Dạ. Cái tụi này hình như là tụi nào sếp. Chả biết tôi nữa biết đâu mà. Bây giờ anh mới báo án sao tôi biết được bọn nào được. Dương thuốc vô Dương nói tụi này nó láo lắm, nó ăn hiếp người dân hiện lành rồi. Sếp có chuyên án gì nghiên cứu tụi này chưa? Sếp ơi, em thấy tụi này nó quen lắm. Dạ vậy em thấy lên báo cái thằng này nó lộng hành lắm chứ. Nó đi theo biết rồi, nó làm đủ chuyện. Có ai báo án đâu mà biết. Nên là không biết là mình có chuyên án gì để mà triệt phá tụi này chưa sếp? Chưa. Tụi này ở đâu biết đâu báo án. Đúng rồi, tụi này tụi nào biết tên biết tuổi đi mới bắt được chứ. Để hồi gán bắt nó lại đi rồi nó rồi tụi anh vô chuyên án nha. Mày cứ yên tâm. Dạ, đồn cảnh sát này luôn bảo vệ người dân mà. Hù hồi các bạn. Ủa mình giờ mình đi về mình hút còi nó có manh động quá không sếp? Thì mình đi tới rồi mình hút còi. Mình hút còi trước. Thấy nó là hút còi sao? Dạ. Mà anh đi có đúng đường không á? Đúng sếp, nãy em thấy nó trong cảng này sếp. Tôi thấy anh đang đi ngược chiều đấy. Mình hút còi lên, mình được ưu tiên mà sếp, đúng không? Mày hút còi lên nó lộ sao? Vậy thì tắt đi sếp. Tắt thì cũng tới nơi rồi sếp. Sếp này cũng học bằng lái xe như vậy. Ê mày sao mày đâm anh Dương? À, sếp. Tôi thấy ai đâu? Chiều vậy chết rồi. Ủa? Tôi thấy ai đâu? Tụi nó đi hay gì rồi sếp ơi? Tôi biết đâu, anh chạy đi. Để
để em tìm nó chắc nương tụi nó chưa đi xa đâu sếp ơi, giờ mặc cò lên để em chạy ưu tiên cái nha sếp. Ok. Mày thấy thôi, mày tắt còi kia nha, mày tắt cầm mấy bọc còi lên đó. Dạ, nghiệp vụ em biết rồi sếp, em chuyên gia đó, dùng này sếp yên tâm. Không nghi quá, bố hôm trước là có test xe 2 lần nhớ không? Không không, em nghĩ đúng rồi sếp ơi, chắc nó thấy cảnh sát tới là nó thấy em tới rồi nó chạy rồi sếp. Nó sợ rồi em dẫn người tới á. To thắt dây còn lại nha. Em nghĩ là thằng này nó sẽ nó chạy ra hướng ngoài thành phố sếp ơi. Cậu này nó sẽ di chuyển, nó sẽ không dám đi ngang đồn cảnh sát mà đâu, nó sẽ đi hướng này nè. Ừ. Nó nhìn tiếp anh Cao Dương rồi, tụi hứa nó chạy đường nào người ta. Em nghĩ nó sẽ không đi cao tốc đâu sếp ơi, nó sẽ đi một tiếng đường ngắn đó. Cao tốc cũng sẽ bắt ngang qua trung tâm thành phố mà mấy thằng này nó đi xe nhìn quái dị lắm sếp. Bây giờ trời tôi chưa thấy xe tôi biết cái đầu mà chiếc nào quái dị hay không. Thì cứ tin em đâu có tưởng tượng nghe đâu sếp. Xe nó có thiệt. Chiếc này không lấy được đâu, ở quay lại đi ra ngoài thành phố đi. Dạ. À mẹ tôi này nó đi nhanh với ta. Mới thấy nó đâu đây mà. Chắc em nghĩ ừ mình biết cái căn cứ lính thề các bạn. Chiếc đó thì thôi chết rồi. Dạ dạ thôi em suy luận được sếp. Tụi này các bạn nhớ không? Cái căn cứ lính đánh thề của nó, mình chạy thẳng tới căn cứ nó kiểu gì cũng bắt kịp. Tăng tốc đi sếp. Rồi chạy đi. Mà coi chừng không vô lăng canh chết nha. Sếp yên tâm. Mình nói nó không chạy về căn cứ đúng, đúng 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 đúng. Tụi này là chắc chắn là lính đánh thuê của các bạn, nên nó sẽ dạy căn cứ các bạn nè. Mình không cần mà đi cái hướng bờ biển bên kia đâu các bạn, căn cứ nó nằm bên đây mà. À, mà có điều tụi này nó nhanh lẹ thiệt ta, nó nhanh di chuyển nhanh quá Dương. À, trở tay không kịp luôn không? Hãy mình tưởng nó lại, đúng là tụi này nó chuyên nghiệp các bạn à. Phải nhanh mới nói là mình đúp. Mà nhìn phía bên trái đường. Ừ. Anh vô làm động nó rồi. Không, anh vô anh coi nó nhận chỉ cái gì. Thì đó, nó mới động nó đó. Chạy luôn rồi. Chạy đâu rồi ta? Sếp ơi, sếp điều một đồng chí chạy cái hướng bên trái được không sếp? Có chạy một đồng chí đang ở ngoài biên giới ấy. Báo lại tôi là có một cái đoàn xe lên ngay nhà tù ấy. Hướng nào rồi sếp? Nhà tù hả? Ờ. Chắc là đi hướng này nha. Tụi này chạy anh cháu điên dữ ta. Mình tiếp cận nó từ từ thôi sếp, chứ mình không hậu báo thôi sếp. Ờ, đi đi từ từ thôi. Đi với tôi qua phone cho anh cứ đi. Dạ. Sếp ơi, không mấy khi nào mà thấy tụi nó thả em xuống rồi không sếp? Em nấp đây. Dương nó nhát rồi nha. Nhát cứ Dương. Vô phòng ra đi. Chứ còn chở đi cái này lỡ sớ nó thấy mặt về nó qua tới nhà nó giết hết. Nó Dương em nhát. Em cứ che mặt rồi chứ. Che mặt hay che mặt chứ nó biết đấy. Bọn này nó ghê lắm. Tao tụi mày chạy nhanh với ta. Bố thì nó ghê lắm. Em nghĩ là nhớ bữa trước tiền khu tiền kia mới có một cái nhà bị nổ. Không biết có che mặt hay không mà bị nhà bị nổ. Rồi như anh nghe tin là tụi này nó lộng hành lắm sếp ơi. Mình nên lập chuyên án đúng mà. Như nghe đầu bị chết cả 8 thằng gì á. Ê, đồng chí ơi, đồng chí. Đồng chí ơi, đồng chí rẽ phải xuống cái đường phía dưới đồng chí coi có nó không đồng chí. Để tôi chạy thẳng nhau. Ở đây có hai cái ngã tư nè, mình chia ra mình tìm. Ok đồng chí. À, để hai đồng chí chạy thẳng đi sếp. Em chạy đường dưới này nha sếp. Này nó chạy đâu lẹ với Dương. Ê tụi này di chuyển ảo thiệt các bạn ạ. Tiếp ơi sếp. Sao rồi nói. Tụi này có khi nào nó còn lẳng quẳng trong thành phố không sếp. Mình chạy tới đây vẫn chưa theo dấu kịp nó. Thì anh cứ chạy đi.
có dạ. gì tụi khi nó thấy nó báo. Dạ dạ. Chứ chạy mà sợ ghê. Ông em sợ tụt mắt tụi này xếp. Tụi này em quyết tâm em theo dấu tụi này lắm xếp. Không phải thù quán gì nhưng mà tụi này nãy nói chuyện ghét lắm. Ăn hiếp em nên em phải quyết tâm bắt tụi này mới được. Không thấy cái này gặp lại nhau nè. Em nghĩ nó còn quằn cho thành phố á. Mấy em chỉ ơi, tôi nghĩ tụi kia nó còn quằn cho thành phố á mấy em chỉ ơi. Mình quay lại mình tìm cái nha. Mình chạy vậy là nhanh lắm mới xếp, nó không thể nào nó chạy nhanh hơn mình được đâu. Kìa kìa, ở phía trước sau nhà tù có người kìa, có người báo kìa. Ở đâu, ở đâu, ở đâu? Bộ đàm tôi có người báo kìa. Ở tìm được hết xếp. Tắt cầu thú đi. Dạ 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 dạ. Phía trước, hướng này hay hả xếp? Ờ, cứ chạy cho ta coi thử. Má thủ lính hay này nó ảo với Dương. Chạy đường nào vậy ta? Chưa có sếp ơi. Ông em nghĩ nó còn vòng trong thành phố á. Cuộc này chắc thấy là mình bỏ sót cái con hẻm đâu rồi. Linh tính của mình nó bảo là tụi mình đã chạy qua tụi nó các bạn mà mình không hay các bạn ạ. À. Tụi này nó gian manh lắm. Chiếc lông này cũng chưa gặp cái đầu tê này nên không có thông tin các bạn nhà. Mình phải tìm vật được mới được, mình không thể bỏ lỡ được. Thay Dương má, cơ hội ngàn năm có một để anh em mình phá báo án mà phá tụi nó mà. Mục đích anh vô cảnh sát mà như vậy mà anh thấy xe kìa, xe bên kia mà xe của BD đang chặn à, đang chốt chặn ở bên kia kìa, thấy không? À, dạ dạ dạ. Ờ, có ship này chốt ở đây chắc nãy chưa có đòn nào chạy qua đâu ship ơi, em nghĩ nó còn cho thành phố đó. Tụi này nó rất là gian manh ship à. Bữa nay mấy cái tay mắt của anh em mình không có on hả Dương? Mấy anh em kia đi tứ xứ hết rồi hả? Mình kia hết trơn rồi. Mình đi đâu dám tập trung được không? Tập trung bữa nay mà tụi lính hay nó biết nó xử nó chết. Mà hơn các bạn à. Nhưng mà bữa nay bụ cái là không có thông tin các bạn, thiếu thông tin quá. Anh vô anh coi đổ xăng đi. Dạ 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 xíu. Xe coi giờ thấy xăng đấy. Để em đổ xăng đó. Mày di chuyển ngảo thiệt ta. Mày nghĩ tụi nó đang đâu vậy? Anh nghĩ nó chưa thể nào tới căn cứ thôi tụi nó được đâu, đúng không? Em nhắn coi kiểm dài. Cô có anh em nào thấy cái đồng xe nó không? Anh nghĩ là nó không thể nào mà nó tới căn cứ nhanh như vậy được các bạn. Ôi sếp ơi, có xe nào đậu dưới đường kìa sếp. À không, xe thuê. Mua luôn rồi nè. Ảo thiệt ta các bạn. Ảo ma Canada thì chứ. Mình phải có một vị trí cao nào mình nhìn xung quanh các bạn. Tại vì ở đây chỉ có tướng cao tốc này là chạy nối thành phố thôi. Mà cái đầu xe nó bự lắm. Alo, quay lại đi, hình như có người báo gần ở nhà tù ấy. Nó đang đứng ở gần nhà tù ấy. Ông tiếp. Sao tụi này nó đi cái đường nào ta? Có nào nó đi băng rừng không Dương? Đi
ngay báo là ngay dụng ngay tụi đó là có nhóm đứng gần ngay đó. Chắc chắn là băng rừng rồi. Ừ. Vụ nó băng rừng. Anh cứ chạy ngược chiều kháng á. Đen gấp mà xíu. Học bằng lái xe chưa? Có rồi xíu, nhưng mà mình đang gấp mà xíu. Mình đi quá đi. À, em nãy giờ em nôn gặp tụi đó lắm rồi xíp, bây giờ chạy cái gì em cũng bất chấp. À, tụi này nó qua mặt em nãy giờ ta, nó dắt em đi hơi xa đó. Em bắt được tụi này em về em đánh cho sức coi. Cho mình từ hoàng quá gì. Kìa, có đồng chí nào bắt cướp rồi mà mình đang đi chuyên án riêng rồi mình không xuống vô khác. Có là bắt cái vụ cái xe hồi nãy ấy. À dạ. Cái xe tắng hồi nãy. Mình phải chia lực lượng ra tiếp chứ mình đâu tập trung lực lượng mình đi một chuyên án được hết đâu đúng không? Vậy thì đâu còn ai đâu bảo vệ thành phố các bạn. À mày thấy làm bên sát cực không Dương? Cũng không cực lắm đâu, chẳng qua mình muốn bắt phá tụi này thôi. Mấy anh tìm kiểu gì mình cũng ráng tìm các bạn ạ. Mặt còi khai cái lửa nó thấy nó bỏ chạy sao dưới kịp. Dạ, xíu rồi chỉ vãi tại em nôn nóng quá xíp. Ê, nãy giờ em nôn chứ mày còn để tao sống nữa chứ hay là mày giết tao trước. Xíp đừng có sợ, à, có bộ đồng chí bên đậu xe đây nè. Thì nó Fan tới với tù rồi xíp. Nhìn đi, tập nhìn cho qua. Chạy xe tức kìa. Xe tức thấy kìa, phía trước kìa bao không? Đâu không phải đâu thì chứ đâu thấy đâu xếp đó đội mình đấy chạy theo đi phải không đúng rồi đội mình đấy anh không thấy đội mình hay sao nó mới dùng xe đó chứ đội mình nhưng mà em thấy đi đâu có ai đâu em chạy trước ổng mà thì chắc nó thấy nó chạy về đó nó cờ mình tao báo chị Huy thôi chứ tao báo gì cho anh đúng không. À đúng rồi, sao hú gọi xếp? Kêu ông tắt gọi đi xếp. Nó hú nó dí luôn rồi. Cậu chị nó bật còi lại dí đi. Bật còi đi xếp. Đúng tụi này rồi. Bật còi lên đi. Á à, sao tụi nó đi đường nào tới vậy? Lại. Lại đi ơi. Đúng đều, tụi nó thế rồi. Sao lại đi. Sao lại. Nó xe làm gì? Má nó láo quá xếp. Để em chặn chiếc đầu lại, mấy em chỉ chặn chiếc cuối đi, tôi chặn chiếc đầu. Mỗi chiếc kèm dùng chiếc đi sếp. Để mình chơi chiếc đầu đi sếp. Hai chiếc kia kè chiếc đấy rồi, để mình kè chiếc đầu đi. Má à, chiếc đầu nó bự rồi sếp ơi. Cắp xe vào lè. Ui, trời ơi, trời. Không, không, cây, canh cho mình vô trong tay á. Dạ. Trời ơi. Xe nó bự hơn xe mình nhiều sếp ơi. Đúng rồi. Xe nó bánh to hơn mà. Ui da. Xe nó ao dình xe mình rồi. Thôi bởi dí theo đi. Xe mình chạy nhanh lên xe nó mà. Rồi để em cố đề ba lên. Ui chàng trà. À, gặp rồi Dương ơi. Dương đâu, Dương nó mất tích luôn hả bạn. Dương sợ quá rồi. Đứng lại ơi. Đứng lại, cảnh sát đây, đứng lại. Yêu cầu đứng lại. Yêu cầu mấy anh tắp xe vào lề. Yêu cầu tắp xe vô lề, đứng lại. Đây, tắt xe vào đây đây. Kiểm tra giấy tờ mà mấy anh trai làm gì sợ vậy? Cái xe nó có... Ui. Lại. Còn chúng tôi sẽ nổ súng đó nha. Đừng ép chúng tôi nổ súng. Đứng lại đi mấy anh trai. Dạ. Chặn chiếc đầu lại sếp ơi. Mình chặn chiếc đầu lại là mấy chiếc sau nó phải đứng lại à. Hai chiếc kẹp không nổi nữa luôn á. Xe nó trâu quá bạn. Không mấy người thả em xuống rồi cái xe. Mày đừng có chích nhát đó Dương. Giờ nó đông như Dương. Hình như nó đông hơn lực lượng mình đó sếp ơi. Mình vẫn chi đuổi chứ. Như vậy. Em gái cũng văng luôn á. Ui. Ui da, nó tùng mình luôn thiệt á. Ui, nó đổ xuống luôn sếp ơi. Nó muốn chạy qua cái cầu rồi sếp ơi.
mày muốn chiến luôn các bạn. Mày nằm xuống đi Dương, bom vết nằm xuống đi mày. Nằm xuống luôn cái nào. Ôi chị cảnh sát này bắn dữ quá ta. Có cái lẻ các bạn, đừng phá ba bánh chứ. Dương các bạn, cái cửa đó lụng đó mày. Xếp ơi, gọi bách cúp lên không xếp. Chú này nó không hăng quá. Xong rồi. Chị cảnh sát không bảo vệ em, chị cảnh sát ơi. Mày đặng đi mày, mày đừng có hù cảnh sát nữa, anh em đang chiến nữa mày không. À hình như bắn nghèo không, ui á. Em bị nó bắn bài cái giáp rồi xếp, em núp sau lưng xếp rồi xếp. Thôi nằm luôn mày, nằm rồi, nằm luôn rồi. Cái này bắn kinh vậy. Nên chiến với anh em á. Tôi sắp phát đạn rồi chị ơi. Cục vương các bạn. Có một tên ở bên phía bên trái mới ship. Nó nấp sau cái cục đá. Có vẻ như Dậu đau quá làm luôn. Còn núp trong xe đó bạn, tụi này bắn khét quá. Núp sau có bánh bạn, an toàn, mình nghĩ đây là an toàn. Trời, ship này bị, ship bị thương rồi ship. Ship này bị ăn lại nhiều quá bạn ơi. Nó chạy nữa bạn, nó núp khét quá. Nó bắt em rồi, nó bắt em. Mày làm nó đi. Ôi, một thằng bị hương rồi, một thằng bị hương rồi. Ui, đau quá. Nó nằm, nó không bị hương, nó nằm. Ship này chiến đấu đi ship, sao em thấy ship nằm nhiều như vậy. Tôi hút giảm đau không Dương? Anh hút giảm đau để anh nằm, hút giảm đau á. Đi xếp xong lên rồi các bạn. Ở đâu bỏ chạy, đâu bỏ chạy. Ôi nó bỏ chạy ơi, Sếp ơi. Đó các bạn, xe đó các bạn. Rồi thằng bỏ chạy sao ta? Có đuổi hay không sếp? Ôi, má bắt được mấy thằng lính nữa đó các bạn. Mày, tụi bay máu liều rồi, tụi bay dám mà đụng tới cảnh sát hả mày? Quán này hết thuốc. Á à, mày. Chạy chống trả công an. Ủa, ta thu được mấy xe đó các bạn. Bắt được thêm vài thằng nữa các bạn. Mấy thằng, nhiều thằng bị bắn gục luôn nè. Nó đi hết giờ, đại ca. Nó chạy luôn rồi mày. Bắt được, bắn ở đây được 3 thằng gục rồi nè em ơi. Ok. Mé còn Dương các bạn. Má mấy công an, đúng là công an các bạn. Lính thê các bạn. Lính thê hả mày. Rồi. Ê. Thằng nào chạy có không được chứ. Con người sếp ơi. Đó, đau quá nhờ. Bình đồn lên đến thê đâu bạn. Sếp Long ơi. Biết sếp Long mộng nào đó các bạn. Em đấm bằng này cái được rồi kìa. Chạy đâu quá. Anh đá cho nó. Anh shoot nó cho một cái. Trời ơi sao đẹp gì đó. Mình gì mà chống đối nó đi vậy. Ngoan rồi, tụi bay liều hả bậy, tụi bay tụi nào đây?
Hả? À, mày dám bật lời công an? Mày thôi. Nói cái gì? Sếp thấy tụi mày nó láo gì? Mày nói cái nữa là mày đi tù 90 năm đấy. Tù này đi chơi đi 90 năm cũng được sếp. Mày nói nó đi, mày giỏi, mày nói nó đi. Rồi tù cũng được, anh nhau tao sẽ đến chúng mày thôi. Mấy kêu nó quay lại luôn đi. Ủa mấy kêu lại đây luôn đi, đúng rồi, kêu nhiều vô. Đến luôn đi, ê ai ai. Nó kêu hẹn kìa sếp ơi. Cái gì vậy? Mày cười đi, có thằng à, mày cười đi. Nó bị bắt luôn rồi. Mày cười nó đi. Cười, cười. Liều. Mẹ mày liều hả mày? Liều nè, tạp chạy cái. Nó còn xếp lông xử tụi này sao các bạn? Đại ca ơi, nó có xương người nữa đại ca. Cái gì? Nhốt này, nào trong này nè, đâu có đâu. Nè, nó nhốt nó này chết. Oh my god. Sếp ơi. Sếp. Sếp, alo. Sếp ơi, có nè. Sếp ơi, trong xe nó có chở xác người luôn kìa, sếp có xương người trong xe luôn kìa. Tụi này tụi nào á sếp ơi, mình có chuyên án này mình phải làm rõ mới được. Quê vậy, sếp coi chưa? Má, quải đạn thiệt, để mét sếp lông. Được rồi, để mét sếp lông. Tụi mày chết. Sếp lông mặc đồ nào ta? Sếp lông ơi. Sếp ơi. Sếp lông đâu rồi ta? Sếp lông ơi, sếp ơi. Sao? Sếp ơi, lại đây sếp, tụi này nó ghê gớm lắm sếp. Chờ chút nữa gọi bác sĩ lên cứu tụi nó đã. Dạ. Sếp lại coi xe nó nè sếp. Sếp qua đây nè sếp. Sao? Cái gì? Nè sếp. Sếp nhìn trong xe nè sếp. Nó tụi này nó ghê lắm. Nó nhốt mai mà chết thành còn bộ xương rồi sếp ơi. Tụi này tàn bạo thôi chứ. Nó giết thằng nào nó bỏ xác ở đây vậy. Chứ coi chừng thằng đi báo án này cũng coi chừng bữa sau cũng ngồi trong đó đấy nha. Ôi tụi này tụi nào phải bắt tụi này sếp ơi. Ê nãy giờ nãy tụi nó chụp thằng mà mình bắt được có cỡ 4 thằng à. Mấy người kia chạy thoát còn nguy hiểm thiệt cho thành phố luôn á. Cái tụi này mình phải bắt hết. Đau quá. Công an nó không coi gì luôn mà. Mày lên dự án để dẹp tụi này chứ mà người dân sao yên tâm được. Mà tao nghĩ là bữa sau là mày lên đó mày nằm lắm. Không chứ yên tâm được, em chụp được giờ thành phố rồi. Dương quéo rồi. Bữa sau là hay vừa. Để em đậu xe cho gọn sếp. Để em chụp cái kiểu hình làm bằng chứng cái sếp. Để tụi này nó mốt nó chối đó. Ôi sếp ơi, có mai phục. Tao bắn, tao bắn. Trời ơi, tụi nó có mai phục. Oh my god. Mình có nhiều đây. Dương đập luôn rồi. Mình hết chắc rồi. Để bỏ về ship. Bây giờ em không biết cái ship ơi, tình huống. Giờ sao ship? Giờ em phi qua em lấy cái xe rồi, chở ship đi ship. Thôi chút đi, tôi đang thay số thì giáp đã, tôi đang mang giáp của nó đã. Sếp mày chết bây giờ là nguy hiểm lắm sếp ơi, bây giờ để em miễn chạy cho sếp Long chạy đi mọi người nhờ. Không cần đâu. Hết đạn rồi sếp ơi. Má mình không rút chắc ơ nè, mình thương vong quá sếp ơi. Sếp ơi. Này, nó cho phải... đạn này. Sếp ơi, em muốn rút mà sếp ơi. Để con lũ đạn. Mày lượm đạn vô này. Lũ đạn né đi. Rút đi chết đạn này. Anh em ơi, bắn mẹ lên anh em ơi, bắn mẹ lên. Quán tặng nghe cho ông kia lụm mà. Cái chị gái kia đâu rồi, sếp đồng chí đặc vụ của mình đâu rồi. Đạn kìa, lượm đi kìa. Rồi còn cái lục anh nào hết đạn lụm đi. Không, đặt xuống tường ấy, không phải đặt xuống lục đâu. Để em lụm. Ây da, ây da. Thế tụi này nó quay lại nó giải cứu thiệt. Giải cứu thiệt các bạn ơi. Ui bị thương một người đồng chí sếp ơi. Phe chúng ta bị thương một rồi. Không người nằm ơi. Nghe sao vậy sếp, không phải lầu lên xe mà cho ông bị thương về trước sếp. Để tôi sơ cứu.
sơ cứu hãy lên xe, sẵn có xe bọc thép mà chở ông này chuyển viện trước đi, tính mạng anh em mình là quan trọng hơn. Sếp ơi, chở đồng chí này về trước đi. Dạ rồi, dạ rồi. Còn anh Trung lấy xe bự bự chạy về trước đi. Mình về trước không, đi. Em không bỏ sếp được đâu. Không, anh đi trước đi, tôi bảo tôi em đợi cho, anh đi trước đi. Tôi còn không được, em sẽ quyết tâm bảo vệ sếp. Đồng chí nào lên lái xe trước đi. Dạ dạ. Ok, rớt tôi vào đi trước. Dạ dạ, dạ. Bây giờ để em đồng chí mấy đồng chí bắt em chở tôi chạy qua lấy xe đó, chạy qua đây cái đồng chí ơi, bắt cái đi, bắt. Ôi, không bắt ai. Ship nữ ơi, ship nữ ơi, về ship nữ ơi. Về ship nữ ơi. Đừng chiến nữa. Về đồng chí ơi, về đồng chí ơi, rút đồng chí ơi. Đừng chiến nữa. Lên đồng chí, lên đồng chí. Bên mình có bị thương rồi. Hai đồng chí, ship Long bị thương luôn rồi kìa. Ủa, đại ca. Ủa sếp ơi. Ô ép lên xe lẹ lên, ô ép lên xe lẹ lên Dương. Úp ôi bình. Mới bị thương ha, có chở người cứu à. Ô ép lên Dương. Không cần ô ép. Chậm tí. Sơ cứu vậy. Ông này rút. Có sơ cứu không? Dương bỏ lên xe đi Dương. Sơ cứu em ở phía chợ. Bỏ nãy giờ không được nghe. Rút ô ép được không? Cầu xe đó mới không. Không được, ô ép được. Nó chặt đầu rồi kìa nghe. Mày không OF được hả Dương? Sơ cứu thằng bạn hằng ấy được không mấy ship? Sơ cứu là lên xe ngồi được đúng không? Chờ chút, đang sơ cứu, chờ chút. Tỉnh mình tỉnh đem che đạn cho ship rồi. Mấy mày che đạn mà mày đưa lưng tao ra cho nó bắn ấy. Mày vừa thôi. Gúp chứ mày sợ quá. Ôi, đi bác sĩ ơi, đừng cứu tụi nó. Không, có bác sĩ lên cứu mà. Nó nguy hiểm quá mấy sếp rồi. Nó nguy hiểm quá, tụi này nó bao nhiêu thằng rồi sếp, sao tụi nó đông như vậy? Thì nhìn là biết tụi nó là lính đánh thuê rồi mà. Lính thuê hả sếp? Ờ, nhìn bộ đồ tụi nó mặc là biết rồi. Không, nhưng mà bữa nay mình cũng tương đối hoàn hành rồi sếp ơi, không bắt được nó. Nhưng mà em thấy mình cũng chở được mấy xe đạn dược của tụi nó về nè. Lấy được 2 chiếc à? Dạ, lấy được 2 chiếc à. Ê, tụi nó bắn ghê quá, em không dám quần thêm chiếc nữa. Tụi nó lấy chiếc lớn lớn mà, lấy chiếc xe này. Không, không chiếc lớn lớn, có một chiếc kia lấy rồi, chiếc có bộ xương người kìa sếp. Hồi nãy mình không lo nào xe bắt nó để về trai thảo sếp. Bây giờ mình quay lại sếp. Không biết nữa. Rồi bỏ quay lại chứ thiệt mạng quá rồi. Do lập lực bị nó đông quá, mình đi có lập chiến hả? Dạ. Nãy tôi biết tôi huy động luôn cả đầu đi luôn. Dạ rồi. Đấy, tụi này là mình phải lập chuyên án cho nó thôi sếp. Ờ, để mai giờ lập vô hồ sơ. Dạ, tụi này nó đụng tới chắc mấy đồng chí kia đi ở xăng xe cũng. Dạ, mình phải có nhau mấy sếp ơi, chứ nãy tình huống nguy hiểm quá. À, anh coi cái xe mình cầu xăng không? Xăng thì chạy qua bên kia đổ xăng cái đã rồi chạy về. Em có canh xăng trong người sếp ơi, hết xăng em đổ được. Ờ, ok. Mà mình chạy mấy cái phương tiện này về đồ của mình nghiên cứu hết. Nói về đồ có khi nào phục kích nó lấy lại xe không ta? Không biết nữa. Chắc khi xe có vũ khí của nó thì chắc nó sẽ có. Nó cũng lấy lắm chứ không để nó lấy đầu ra thôi. Có lấy lại được chiếc rồi sếp ơi. Đó, với lại nó quan trọng nó cứu người bác sĩ nãy lên chặn quá. Bác sĩ chắc nó không bắn bác sĩ đâu thôi sếp. Ơi, tụi nó giết bác sĩ bình thường mà. Nó đâu vậy ạ? Trong thành phố rồi. Nãy có kêu bác sĩ đi chưa sếp ơi, em sợ bác sĩ nó gặp nguy hiểm quá. Chắc bên hội chữ thập đỏ không giết hội chữ thập đỏ đâu. Dạ. Hai bên bắn nhau. Dạ. Em cũng nghĩ vậy. Bác sĩ cứu được nó rồi thì nói em sợ nó truy đuổi không ta. Thôi về đồn lẹ sếp ơi, em sợ quá. Dương ơi, Dương tối nay nó gặp đến 21 ngủ đi không đó. Nó không bao giờ dám đi nữa đâu rồi. Dương bữa nay thấy thế nào em? Em ngán quá quá. Tưởng bắt được rồi các bạn, bà mẹ nó vòng lại nó chơi luôn các bạn. Mình đi trốn nó mà sao em anh lại vác em theo vậy? Cái họng. Gặp lại bên lính hề các bạn, kiếc ui về. Xem này sao dữ chết lắm nha. Dạ. Thế rồi, anh báo tin giống rồi xíu về đồn cho anh tin tiền bỏ tiền nha. Để tôi về tôi đi xa
ta, xong má mày đâu bắt được thằng nào đâu. Nhưng mà em báo tin đúng rồi. Bắt được mấy chiếc xe Dương đó, bắt được mấy chiếc xe. Mẹ chơi tài xế xong rồi tôi cho báo sau được chưa? Và mình cũng bắt được hai chiếc xe của nó nè, sếp. Em cũng có công mà. Hai chiếc xe là khác nhưng phải bắt được người để mẹ cần biết mà tha thảo chứ. Như thế này đâu biết được của bên nào đâu, biết được. Né xe ngầu rồi chứ chờ các bạn. Em phải lấy chứng minh em ra để mà báo tin cho sếp. Sếp nó rồi đi kêu anh ở nhà đi cho anh còn. Như không sao. Em là công dân tốt, sếp ơi. Em sẽ giúp đỡ công an để làm việc. Không ấy sếp cho em cái súng rồi bị xong đi theo được sếp. Súng đâu ra mà cho. Đậu chiếc xe cho bãi tạm giữ mình hay sếp? Cứ để ở đây, chút nữa đem đi chúng ta xe này coi dấu bằng tay, dấu bằng chân rồi đó chứ. Dạ, phải điều tra tụi này mới được sếp ơi, không có để yên tụi nó được. Ôi, coi xe nó rồi sếp, trang bị đạn dược rồi trên xe rồi từ lưa luôn rồi sếp. Chào sếp nha, em chào mấy sếp nha, em đi trốn cái. Dương chờ trốn rồi bạn. Đấy, kiểm tra thử sếp ơi, xe này thấy đạn dược nó để trên nóc luôn nè. Ôi kinh khủng thiệt. Xe này các bạn, xe có cả sừng trâu ấy các bạn, sừng trâu ấy gì các bạn. Tụi này toàn là đồ chơi thứ dữ không các bạn. Xe hàng hẳn không à, xe trong đây có cái lồng, có bộ xương sao chứ, thiệt là quải đạn à. Còn mấy chuyến này xong rồi đó, đi đâu đi để cái mấy chiếc này cho đội chuyên án nó ra, nó kiểm tra xe. Dạ. Chứ mình đâu kiểm tra được cái gì đâu. Dạ đúng rồi. Cho đội chuyên án là kiểm tra xe. Dạ, cái tụi lính thuê này nghĩ là chúng ta phải dẹp tụi nó xếp. Chứ không để tụi nó lộng hành được. Nó mới dẹp chứ, nó đi giật đường thế này sao dẹp. Bữa hồi nãy được nó bắn nó ở đó. Cái này là cho nó đi theo nó, theo dõi nó thôi. Dạ. Mấy xếp có bị thương nặng không? Em thấy xếp này trúng đạn quá trời nè. Có chứ, bây giờ tôi phải vô tôi cầm máu nè, bây giờ đâu có, cái này giáp, có mang giáp hả, trúng đạn đó vô phần giáp à, đâu trúng người đâu. Chúng em thấy có một viên trúng chân, giờ phải vô cầm. Rồi sếp, sức mạnh khỏe rồi sếp. Ok. Ok. Đấy, bên VD mà còn gãy nữa các bạn. Hello đồng chí. Hello. Đồng chí nãy giờ có tham gia chung với phi vụ của tụi tôi không đồng chí? Không. Đồng chí đi tình duyên hết sếp. Mấy anh em kia chắc vô đồn điều trị hết rồi sếp. Đi chữa thương chứ. Tại vì có một số người trúng đạn mà tôi. Rồi chắc em cũng chạy qua bệnh viện em hồi sức lại sếp ơi. Trúng đạn quá. Này, mất máu nhiều không? Cũng xương xương sếp. Có thuốc dập đầu này. Rồi được rồi sếp, em uống nhiều quá rồi sếp, nó quá liều rồi, uống thêm nữa nó hết hồi sếp ơi. Đúng phải vào bệnh viện kêu bác sĩ hồi mới được. Ok, chạy qua. Rồi. Anh đây được Lambo không đây? Hình như được rồi sếp ơi. Mà có khóa không? Quá đây rồi, đang bỏ thức ông cho tôi nằm chừng một lần rồi. Rồi qua sếp có bị thương không? Sếp qua bệnh viện điều trị với em không sếp ơi? Anh đi đi. Vậy rồi. Mày đâu dưỡng, mày trốn đâu rồi? Về bệnh viện rồi đây coi. Anh về đi chị, anh hò máu quá rồi. Ủa nó bắn đau quá các bạn. Hai xe được giữ lại Dương ơi. Okay. Hồi đó tổ chuyên án sẽ điều tra cái xe đó các bạn, lộ rút găng tay, lộ thông tin nó rồi từ từ tính sau các bạn ơi. Đừng có đông quá các bạn ạ. À. Bên BD thì chỉ có một đội đi bắt cái vụ này các bạn. Ôi ở đây anh em đi tù. Cái chiếc của em bây giờ để lại. Trường các bạn, trường nay là bác sĩ. Trường em. Ra đâu tôi nhờ. Trường em, mày vô hồi báo cho anh đấy trường em. Bữa nay trực bác sĩ hả? Đúng rồi. Trường nó mới bán cho em viên thuốc 3.000 rồi kìa. Đánh cho nè. Bán cho anh luôn. Mới mày bán cho anh hả trường? Là người ta đấm nó cái. Cảnh sát ơi, tôi nhờ một tí cảnh sát ơi. Sao các bạn? Đợt trước khi update đi, tôi để xe ở chỗ bên chỗ mấy con NPC kìa. Giờ update xe bị kẹt ở trong, tôi không lấy ra được ấy. Đâu xe bạn đâu, để tôi kiểm tra cho.
xe bị kẹt các bạn ạ. Mình sẽ cắt mình ấy. Oh my god, giờ anh không chạy ra được đúng không? Bây giờ ra được tôi được. Là tôi sẽ tạm giam xe của anh để anh chạy ra chuột lại ha. Ôi nhưng mà xe này chuộc lại đắt lắm, tôi không có tiền chuộc lại. Chuộc lại bao nhiêu? Chuộc lại 200.000 cơ. Thì tôi đưa anh 200.000 anh chuộc lại, coi như đóng vô lại nhà nước ha. Chứ giờ xe anh này đâu có ginh ra được. Thì nếu mà vậy được thì ông giúp tôi với. Rồi, để tôi ấy cho. Xe anh nó bay lên trời luôn à. Xe tạm giam phương tiện nhá. Xe này mua bao nhiêu anh trai? Xe này mua 4 mét rồi. Ở đó anh bây giờ anh lấy ra lại coi coi nó còn cho ra nữa không. Giam nó ta. Lấy hết được rồi đúng không? Bây giờ tôi trả anh lại chỗ tạm giam để anh chuột nha. Để Dương ơi. Đợi xíu anh có một chuyện Dương ơi, anh đi giúp đỡ người dân rồi. Đợi anh lên xe đi tôi chở anh đi. Anh của ông vậy, tôi sệt SOS không thấy ai trả lời luôn. Giờ này kiểu đang lực lượng đang quá tải không? Tụi giờ này ở ngoài thành phố ông công nhân mới đúng không? Alo, ông nghe tôi nói không? Có không ơi. Kiểu giờ này giờ cao điểm lực lượng đang đi từng gia rất là đông á, không nên không có nhiều người trực trong thành phố á. Ở ngoài biên giới thì đang có tụ lính hay nguy hiểm không, cẩn thận nha. Ôi, sợ. Okay. Tôi định đi đào đá không biết làm sao. Không, đi đào đá thì lực lượng chúng tôi đã mới lo xong rồi, ông cứ chụp xe đi. Ông có tiền ở đấy luôn, tôi tại không có tiền mặt có mỗi 9.000 rồi. Ông vô coi chuột, nó báo chuột như tiền. Đây đây. Nhá này anh làm người tốt luôn, nhá này làm cảnh sát gương mẫu luôn các bạn. 200.000 đúng không? Hai mẹ đây để tôi đưa cho, rồi tí tôi về thành phố tôi lấy quỹ kho ra lại. Tôi đi ông kiểm tra. Phải chưa chuột xe làm 200.000 không Dương? Không biết nữa anh, nó tùy cái giá trị xe á. Hôm nay xe tải đó. Mà xe tải ra 200.000 đúng không? Rồi anh kiếm chỗ khác đậu lại nha. Rồi ra được rồi kìa anh trai. Rồi đậu lại nha. Rồi thôi tôi đi. Ôi này, lần đầu tiên làm được gì tốt luôn các bạn. 200.000 đó mình mà coi như mình giúp đời các bạn xả xui các bạn. Đúng không Dương? Bây giờ hai xe đó sẽ lấy sao? Hai xe nào? Hai xe gì bắt vậy đó. Bắt về hãy trong đồn cho hình sự điều tra rồi em lấy dấu vân tay rồi chứ anh đâu có nghiệp vụ đâu mà bắt vụ này. Giờ để coi phá án thôi, để sau này mới ship tôi điều tra coi được gì không. Không biết lấy dấu vân tay lòi ra được nào mới. Chắc chắn là khó rồi, nhưng mà mình tuồn cái xe ra rồi mình lấy ít đạn được không? Tuồn ra bà nội em. Cảnh sát đóng vậy anh tuồn ra, mày muốn anh bắt chiếc nhanh hả Dương? Thứ bậy không mày? Em thèm xe đó quá. Trời, xe nó nhìn đã lắm em. Đạn vượt đường trong đó chắc trong cốp đã đóng á. Mọi người đó đi đường cảm về mà, nhiều lắm. Lông kìa. Mày nhìn quen mày. Trời ơi. Mày lùi hết hả? Nó đó. Bắt nó phù hùng nó. Được, như hòa máu cho anh cái Dương. Ok, mày vô, ok là. Mày vô khám tổng quát cho anh ngay. À, nãy giờ mày biết không giờ anh, tụi anh mới chạm chán lính đánh hê nè. Ui ôi. Ôi ôi. Ôi bắt cười với mày. À mày đó. Rồi sao anh? Rồi sao vậy? Có diệt được mấy thằng nào chưa? Để chút vô đi phòng anh kể chuyện cho mày nghe. Mày đứng ở ngoài này, mày đừng có vô nha mày. Đứng ngoài này. À mày á, nó công an mà nó bắn công an cái mà luôn tụi anh. Đầu tiên tụi anh bắn tụi nó rồi, nhưng mà tụi nó bắn gục được mấy thằng. Nhưng mà xong tụi nó kéo nguyên cái em nó quay lại, nó phục kích lại cảnh sát của mày, nó chơi lớn vậy luôn á. Ôi má căng vậy. Thằng Dương nè mà teo héo luôn, gặp tụi nó xanh ra ngoài luôn. Nằm ngóng á, không dám ngóc cái đầu lên nhìn luôn. Mà nãy có một tổ, nhưng mà nãy có một tổ cảnh sát đi từng à. Tại vì lực lượng cũng phải giãn nha em, không có huy động được hết. Tại anh chưa có chức lớn nên huy động á.
Nhưng mà không sao, cũng bắt được hai chiếc xe của tụi nó rồi, cũng làm cho tụi nó một vố đau đớn rồi đó. À, tranh thủ sẵn tiệp này lập dự án rồi. Lập dự án luôn rồi, ông mà anh thuốc xếp lông rồi, không mắng. Đúng rồi. Mà đi ra đây, ê, chuyện ra ngoài. Nào đây? Ngoài. Ôi, này nó ở tù mới về. Cái này nó trốn tù hay sao mà. Chắc ở tù mới về, nó gọi không mang mà còn vô nữa. Vô khám bệnh cho anh đi Trương, nói con mày bác sĩ mày làm ăn sao vậy? Ok, em làm ăn cũng khám khá. Nói dạo này anh em mỗi thằng một nghề các bạn à, để tránh cái tụi lính hê chứ nãy đông thiệt. Phòng nào phòng khám bệnh của mày mày? Khám bệnh đây nè, đây là phòng VIP luôn, vô đây anh ơi. VIP của anh đúng không? VIP gì mày, à, không vậy. Phòng VIP là phòng hợp giường chứ. À đây, được. Cho đại ca nào trong với cái này kia các bạn. Đúng. Phòng rõ ràng không có biết gì bạn. Thằng Dương chửi mới dắt mình qua phòng VIP ban trường thì chứng được rồi. Đây phòng VIP đây. Phòng VIP đâu có thằng đang nằm trong đây nè. Không, phòng VIP việc. Này nó nằm mày thắng nhanh rồi. Quá, nãy anh bắn đau lắm nên cởi đồ rồi bạn. Rồi, à, không, lấy vào bà có gì mổ ra luôn. Thôi mày điên cái mày. Nằm xuống nhà khám coi. Rồi, nằm xuống anh trai. Nãy để nghe mình khám bệnh mình thôi. Em làm. Ê trường, máy này có game gì không mày, nó ngồi chơi tiếp mày. Máy làm gì đâu có tải game gì đâu. Rồi. Khám bệnh cho anh hai màn hình luôn mày, livestream ở đây vô đây hay gì vậy. Ê, nãy giờ vẫn bị thương đau lắm chừng. Ok anh cởi cái áo ra đi. Cởi không được. Hang on DT không cởi đồ được. Cởi không được. Hang on DT không cởi đồ được. Để khám luôn. Khám cho anh này. Có cái cân nữa kìa để tí đo. Ừ có đo thị lực không các bạn. Ấm đàng hoàng nha mày. Đây à. Mày bốp đi. Em là chị mày mà em có kinh nghiệm lâu năm rồi anh đi ra đi. À, có mày nó mới vô cái để quên cái kéo trong bụng bệnh nhân đó. Ổng cái mày. Mấy dạo này sao anh thấy anh bị bắn ngoài đau hơn thường ngày em ơi. Mày khám kỹ cho anh nha. Rồi, okay. Ôi có chụp hình đầu của con Dương nữa các bạn. Đó, đó là đầu anh đó. Đầu cái đầu mày. Đầu anh quá làm gì hô chứ vậy. Cái khung răng của đại ca nó hơi nhô ra ngoài nha. Ừ cái khung mày nó hơi hô quá. Quá cái này phải đi niền lại rồi. Đó mà anh vô đây đi khám bị bắn chứ đâu phải khám răng đâu mày. Mày chụp răng không vậy. Anh chẳng chưa thấy anh được hồi máu lên trường ơi mày biết khám vậy. Ừ, khoảng cái công đoạn này nó hơi lâu anh để tí đi. Ý kinh coi. Ê Dương ơi, anh thấy trường cho đây nó rẻ ơi em ơi. Thì ảnh nó có học hành mẹ gì đâu. Á, này nó đút tiền vô á. Vậy nó vậy là chết rồi, đây là công sức của em làm gì có đưa tiền vậy. Mày biết khám không nha mày? Biết chứ. Má khám hồi nãy giờ anh chưa thấy lên máu được giọt nào luôn á. Ơi, cái này bệnh nặng mà. Ê mày, anh tính ra không bị bệnh luôn, anh bị bắn á. Nó khám anh qua bị bệnh luôn rồi Dương ơi. Rồi chi phí khám anh là 10.000 nha. Gì 10.000? Lại láo gì chứ. Chị 10.000 mà. Không. Hồi máu cho anh coi. Cứu anh vậy coi. Rồi anh bấm O Enter là hồi máu à. Bấm gì? O Enter. Ra phải trả tiền cho người ta chứ. Ra đi khám. Đúng rồi, trả tiền chứ. Rồi mình sắp sức khỏe đúng không? Với lại mình được nằm má trong phòng VIP nữa. Vãi nồi. Đăng tiền anh về Dương. Thì lâu lâu ủng hộ anh em đi. Thành phố tiễn gì kìa? Thành phố tiễn bác sĩ. Mày làm ăn sao mà tiễn bác sĩ thêm bác sĩ vậy? Tính đuổi mày ra trường. Tính đuổi trường. Có nào bị hư nằm kia qua cứu người kìa. Viện dạo này nó thiếu nhân lực quá. Bác sĩ gì mà ngâm với mày, có bệnh nhân mày thương ở đây nè, qua cứu người đi. À, anh trai này đang nghỉ ngơi mà. Má phòng này giống phòng VIP nè em ơi. Phòng này có phòng VIP nè. Anh trai nhìn phòng đồ. Phòng hồi nãy cũng là phòng VIP đó nhưng mà có bác sĩ ngồi cái bên. Phòng này ta có máy lạnh luôn, máy lạnh có tivi luôn nè. Ồ có view ban công luôn, có ghế hâm ngồi luôn. Còn phòng nãy nó dắt mình phòng bùi chuối các bạn. Phòng dắt nè các bạn. Ôi có máy lạnh đâu, phòng này không có. Ờ có máy lạnh nhưng không có tivi. Phòng này phòng khám bệnh mà. Sao có ông chú em nằm bên này được ra. Đâu ông chú em đâu. Sao mẹ anh em nằm bệnh viện nhiều dữ ta. Bệnh viện nhà này quá tải rồi các bạn ơi. À, chú Bảy. Chú Bảy sao nằm đây vậy chú Bảy. Ông chú em nằm vô đây nằm rồi.
Cái quầy là già cả rồi. Già cả vô nhìn nằm rồi. Tập cũng là chuyện đương nhiên. Không, phòng này phòng này không VIP nè em ơi. Phòng này lạnh đó chú Bảy. Chú Bảy đi đường mặc áo gì vô nha. Ba ông vừa luôn. Rồi ông già rồi mà ông gần quá. Ê, thằng nào cũng chặn cửa nè. Đây đây. Nào đấy. Huy Lewis. Mày. Huy Lewis đâu vậy? Ở này Huy Lâm Bồ Kỳ Ni mà. À, Huy Lâm Bồ Kỳ Ni. Mày đâu đây mày? Rồi ok các bạn, anh em mình cuối cùng cuối video gặp nhau cả đống đó các bạn. Toàn là anh em hội bệnh tật không gì toàn ở bệnh viện không nè. Thì ok các bạn ơi, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu các bạn thích video này của mình thì nhớ để lại cho mình xin một like và subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Các bạn nhớ qua đăng ký luôn kênh của Dương nha các bạn. Kênh của Dương trước mắt thì mình sẽ để cho kênh của Dương lên 10.000 đăng ký xong rồi mình sẽ có nhân vật thứ hai xuất hiện nha mọi người. Một cái kênh thứ hai ha. Nên bây giờ các bạn tập trung vô đăng ký kênh của bạn Dương trước nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Thôi thôi bớt vỗ tay đi, đây là bệnh viện đó. Bye anh em nha. Ừ đúng mày, mày vô duyên mày. Đây không phải nhà anh em mình đâu. Ê! Tức là mày mới khều vô người anh tốn tí máu luôn á trường. Đâu có đâu, khều vô cái đầu này mà. Mày khều vô cái đầu anh á. À, hồi bệnh tật của bạn đâu. Trong bệnh viện cái đống luôn rồi. Ok thôi, bye bye mọi người nha. Hẹn các bạn tập tiếp theo.